dịch vụ thu mua cá cơm trên biển. Để tiết kiệm cho thuyền đi đánh bắt và đưa được cá cơm tươi vào bờ sớm, dịch vụ thu mua cá cơm trên biển ở Tam Quan, Hoài Nhơn, Bình Định đang phát triển mạnh. Khu vực từ biển Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi, chạy dọc đến cửa Tam Quan, tỉnh Bình Định, từ xưa đến nay vẫn nổi tiếng có cá cơm ngon. Hàng ngày có hàng trăm tàu đánh cá đánh bắt trong khu vực gần bờ. Đánh bắt cá cơm chỉ cách bờ từ 10 đến 20 hải lý. Dù vậy, mọi vật dụng đánh bắt được chuẩn bị giống như cho một chuyến đánh bắt ở các vùng biển xa. Một thứ duy nhất quan trọng mà ngư dân đi biển cần có, nhưng các ngư dân đi đánh bắt cá cơm lại không đem theo, đó là đá để ướp cá. Bởi vì những tàu cá này vừa kéo cá lên sau một mẻ lưới, thì bất kể ngày hay đêm đều sẽ có vài tàu cập đến để thu mua ngay. Trong khi đó, một con tàu ra khơi đi thu mua cá cơm thì thường được chuẩn bị với khoảng 200 thùng nhựa, thường được gọi là két, cùng với đá ướp cá và tiền. Trên một con tàu thu mua thường có 4 người, vừa lái tàu, vừa nấu ăn, mua, ướp cá và đóng thùng. Đến mùa cá nhiều, mọi sinh hoạt của người mua cá cơm hầu như diễn ra trên biển. Họ tự nấu cơm, câu cá luộc ăn trên tàu. Đến khi mua đủ cá thì chở vào bờ, đưa vào lò hấp rồi lại quay ngay trở ra biển, tiếp tục công việc mưu sinh kiếm sống. Mua cá ở biển cũng như ở chợ hay đầu nậu trong bờ cũng có tranh giành, trả giá, cãi vã. Tuy nhiên có một luật bất thành văn, đó là cho dù giành giật nhau khi mua, nhưng tàu nào cũng phải kéo dây cho nhau để kết các tàu lại. Sự cạnh tranh giữa các tàu thu mua giúp cho các ngư dân đánh cá bán được với mức giá cao. Mỗi mẻ lưới kéo lên có thể được hơn 10 két cá cơm. Thường các tàu chia nhau, mỗi tàu mua vài két và tùy theo cá cơm to hay nhỏ và có lẫn lộn nhiều hay ít với các loại cá khác mà người thu mua ra giá. Mua cá cơm không cân bằng ký mà được tính theo két. Mỗi két được ấn định là 13 ký với giá khoảng 200.000 đồng. Sau khi mua xong, cá được ướp đá, bỏ vào két đầy kỹ. Mỗi chuyến đi thu mua kéo dài khoảng từ 8 đến 10 tiếng đồng hồ. Mua được từ vài chục cho đến khoảng 200 két cá, tùy vào mùa. Khi cá về đến bờ, có nhiều người chờ sẵn để lựa cá, rồi đem hấp, rồi đem phơi. Những người phụ nữ thuần thục lựa cá ra và cho vào lò hấp. Công việc hấp cá tại lò thường do đàn ông làm. Sau khi được hấp, cá được đem ra phơi, rồi được đem đi bán.